USD đào tạo Forex gửi đến nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp ở trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Nhà đầu tư theo dõi để nhìn nhận và đánh giá rõ các giá trị giao dịch ở trên thị trường. Khi các bạn hiểu rõ vấn đề giao dịch ở trên thị trường thì các cái điểm buy sell trên thị trường là bản thân các bạn sẽ phải là người định ra. Có giao dịch được hay không ở trên thị trường chính là bản thân các bạn phải gì nhỉ? Trải qua cả một quá trình mà các bạn phải vận dụng và phải thực tập vào trên thị trường. Đây là những giá trị mà bên trung tâm đào tạo Forex chia sẻ để đánh giá để cho nhà đầu tư thấy rõ các giá trị này trên thị trường giao dịch Forex. Nhà đầu tư muốn giao dịch được thì phải thấy rõ trực tiếp các tài khoản giao dịch live của bản thân, cái người đứng ra đào tạo của các bạn ở trên thị trường trước khi các bạn quyết định xuống tiền học. Và thì nhà sau đó thì trong quá trình học thì các bạn phải giao dịch live trực tiếp. Thì nhà khi mà thấy thầy của các bạn giao dịch, phải thấy được thầy của các bạn giao dịch live trực tiếp ở trên thị trường thì đấy mới là giá trị để các bạn nhìn nhận và đánh giá rõ. Còn các bạn mà gì nhà học mà không thấy được rõ những cái giá trị này trên thị trường, đây là sự rất là nguy hiểm khi các bạn tham gia vào giao dịch nha. Còn trong quá trình các bạn học xong thì các bạn phải có thời gian từ 3 đến 6 tháng để các bạn theo dõi, vận dụng và nhìn thấy rõ những cái kiến thức mà mình được học và được thầy của mình vận dụng vào thực tế, cũng giống như nhìn thấy thầy của mình giao dịch vào trong thị trường tâm lý giao dịch như thế nào và bản thân thầy của các bạn khi mà vận dụng các cái kỹ năng giao dịch ở trên thị trường trong cả một cái quá trình để các bạn nhìn nhận đánh giá, sau đó các bạn mới thấy được các cái kết quả trong một thời gian dài, thì lúc đấy cũng là quá trình để các bạn tìm hiểu và các bạn có thể tìm cách để các bạn vận dụng sao cho đúng ở trên thị trường. Đây là những giá trị mà bản thân nhà đầu tư cần phải có thời gian để đánh giá cho thật kỹ, chứ không được nên lao vào thị trường một cách nhanh chóng. Đây là điều mà bên trung tâm đào tạo Forex rất mong muốn rằng nhà đầu tư cần phải nhìn nhận cho thật kỹ các giá trị này. Chúng tôi mong muốn rằng những chia sẻ này sẽ hỗ trợ cho nhà đầu tư trên con đường các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Đây là điều mà nhà đầu tư nên cần có thời gian để tìm hiểu. Em mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp ở trên thị trường. Đây là vừa một lệnh buy lên và chúng tôi đánh ăn nhiều pip, và đây là một lệnh sell xuống. Chúng tôi đánh scalp kết hợp với khối lượng là 2 lot, sell xuống mà buy lên nửa lot. Các nhà đầu tư nhìn và theo dõi nhé.